say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it at this point, we got that on your trong đời. Yêu anh ước muốn bây giờ ngày đây rồi. Dù chót trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side till the day I die. I hear you say I do. Something old, something new, something bottled, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Hãy lau khô dòng nước mắt, gạt hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting. I'm waiting to make that vow that I'll be by your side. Chờ em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Cause I love you, love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something bottled, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond, just look at us now. I wanna hear you say I do. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của hai em đi mổ và thống nhất và hôm nay là cái ngày trọng đại thì gia đình quý người là xin được làm thủ tục để làm một thủ tục cho hai cháu thì trước hết tôi là bố của cháu quý là xin được giới thiệu các thành phần trong ngày vui vẻ hôm nay thì vì được thả ra sôi cái tờ hai người về phần sức khỏe và tuổi tác có thể không được như vậy là thành phần 128 như cái phong tục tập quán của ta mong họ là cũng làm và tôi là bố đẻ của cháu quý mẹ thì có sức khỏe không đi được đây là chị dâu tức là bạn ruột của cháu quý à. Còn ở đây là trường tức là lấy chi tức là lấy chi của mẹ cháu quý tức là đó còn đấy là cầu là em của mẹ cháu quý còn đấy là cháu tức là con chi là của cháu quý còn đó là cháu của con nó tức là con nó đây tiếp á là chị gái đầu của cháu quý tiếp thứ hai là chị là thứ ba là chị thứ ba của cháu quý và của tôi là cháu mà là của là con chị thì hôm nay được xin được thông qua thì ở ngoài để được làm thủ tục và hồ sơ thì xin giới thiệu là chị Tung thay mặt cho gia đình xin được được làm thì thủ tục. Và như vậy là làm cái lễ xin dâu để từ như vậy là làm cái lễ tài để tạo cái điều kiện của hai người làm thủ tục nắm quân qua cái kia là 90 vào nhà ngoài vào nhà ngoài sẽ cố gắng chuẩn bị ba cái lễ cùng cái lễ đội cố gắng làm phần thứ hai là lấy quân qua về làm cái thì vẫn đảm bảo được ăn loa như vậy mà lại như hai cháu thì thấy bằng cái hồ nhà gái 90 hồ nhà gái thì chúng tôi chấp nhận đi qua của cái mình này tại chúng tôi thành cảm ơn vì là gì cái lòng của nhà gái cả đối với các biểu ngay để nghĩa là thông qua hồ nhà gái và xin phép như vậy là gia đình chúng ta từ vì ước tình ngày mai một ngày như vậy là quán với hai họ hai đại gia đình cùng với hai cháu phải nói lời xin lỗi thế là phát biểu cảm tưởng đầu tiên thì có cả tổ như vậy thay mặt cho gia đình chúng ta thì rất chân thành cảm ơn người đời phụ nữ quý ba cô mời cả các cả kỳ một lời chúc sức khỏe và một lời chào kính cảm thấy không đấy kính thưa quan viên hai họ khi để tiền việc cho sự cáo đổ tiếp xúc nói chuyện cùng nhau trong ngày lễ hôm nay và mãi mãi về sau thì cũng cho các tôi đại diện cho gia tộc họ nhà này xin được lần lượt giới thiệu các vị đại diện có mặt sáng ngày hôm nay thì vị thứ nhất là ông nội của cháu Trang tức là bố và của như vậy là ông bà Hí Lĩnh người thứ hai thì ông nay và ba nay là rất nhiều thọ ông đã gần 90 tuổi ba cùng vừa như vậy là quả bớt 90 tuổi có vị thứ ba đấy là em cháu của ba nay em cháu của ba nay thì ông có tuổi là sinh ra được ba anh em con trai và mấy chị em con gái thì cũng đã đi xa và những người không có hiện diện có mặt ở đây hôm nay được do chương trình sức khỏe và cùng như vậy đi làm ăn như vậy là rất là công phu ở sáng
tổ của mặt cắm ngay thì tổ của Hải Châu thì mong hỏi đại tả như vậy là tổ cầm còn người từ quá đấy là ánh của như vậy á là bà đi ánh của bà đi về ra ngoài đấy còn là Hải này cùng như vậy đấy là và anh Ha và đấy là liên quan như vậy đang như vậy là đấy bổ như vậy là bà đi còn tôi là chỉ người đều đến là hành đại diện cho năm đồng cò cơ tộc của năm họ Bình Định hả nè thì để như vậy á con thấy là bộ mẹ của như vậy là cháu cát thì một người nhìn thấy như tinh thần cha là bé họ nhà cái cát nằm quá vui không ngờ đúng không thì điều thường nhất định của chúng tôi là hai ông mà thì mình có phải bò ra lại một lần bò cái tay một lần hôn cái đăng cái câu để thất tiền chỉ để cắm lên trời thiều thì tối người đang lên giản đỡ không được trời thiều nhưng mà ngày nay thì cũng rồi một tối những người đã cảm hóa được ban tổ chức đỡ cái tay cảm hóa ban tổ chức và được tiếp tục trời thiều không ngay lời bộ và ba này là lý mẹ của cháu bác thì cái thông tin như vậy là tham gia rồi đã đến với họ nhà bác của bác đó là lời giới thiệu của tôi thì quá trình công tác của Hải Châu hay là quá trình công tác của Hải Châu thì là thầy và thầy tìm hiểu để đến sự thống nhất và người thì người Hải Châu đây hay là thông qua chỉ quyền sự chấp nhận của pháp luật thì hôm nay như vậy là ngay nay vào đầu họ nhà cái của cây Châu thứ chuyên của họ nhà cái thì quá lời giới thiệu của vị đại diện trong tập hội nhà cái thì có phải tối đại diện trong tập hội nhà cái tấn anh và mới và chín thành lệ ok anh ơi thành lệ thì là bộ công cũng có gì hết cả để chuẩn bị cho tân tinh ngày mai ngày thành công nhất và cùng ngay như vậy á là mong đợi của quán cái hai họ phải là cái đây ngủ với hai chồng thì bà là người cha người mẹ người anh người chị người ông người ba với tấm lòng cao cả hay là và như vậy tập trung vui vẻ thấy đó đấy là làm sao thành công ngày mai của các cháu cùng với hoàng hà về đó thành công tốt đẹp cuối cùng cho nó lên lửa thì cái này cảm ơn gửi lời gửi nhắn gửi nghề của các thầy ra nhé. Khi kiếm đâu cô tích trên đời thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường bao giờ thì sẽ tới dẫu anh không là trang hoàng tử mà em đắm say chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này điều anh muốn là luôn thấy em cười chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời trước cầm tay mãi không rời và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu yes I know yes I know dẫu anh không trang hoàng tử mà em đắm say chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm nay yêu
Nhưng là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, đứng nhọc nhằn chớm quen vẫn trong nhìn mặt em riêng chờ đợi anh. Là nhớ nhưng giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão sông, giữa hoang tàn lãng quê nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dẫu gương mặt anh trên vai anh cao quá, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sớm giây phút thần tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. What's up, buổi tối ngắm ơi. Có bị dành cho bên nhà chúng tôi bằng trang vỗ tay lớn đúng không ạ? Tay đâu buổi tối ngắm ơi. Yeah. Everybody say. What's up now? Một hình xí vắng đã trôi đi vào quên lãng. Nếu chúng mình cứ tin nơi em tình, nếu chỉ cho một mình thật vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau chẳng dù vì có mộng đẹp bơ ngơ chịu nhau lối đi về. Ngỡ mong rằng sẽ giữ mãi trong lòng, đau yêu thương một đời càng thêm lưu luyến một thuốc bên người. Ước mơ đâu.
Thank you.
giờ. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng em đã thầm yêu ai. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người chở che cho em bình yên. Thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông. Hôm nay cũng là trên hội nhà cái này là một cái ngày này những người chơi thì sẽ mặt đầu tiên cũng nên là chính là hàng hội nhà cái người ta được kể những con người để đưa người như thế chào trang về nhà thân tại cửa đoàn Đức Thịnh, Đức Hồng, Hà Thịnh. Và cũng xin rằng rất may mắn của hai họ ta lấy được hôm nay để được đón các cháu và dấu về quê lại. Cảm ơn. Tôi này nhìn có nhà tộc ở nhà này. Đầu năm là rất chân thành nhau ở người tổ này. Các nhà tộc cùng xưa nay của mình đó. Đó là quý vị. Chúc quý nhân, quý nghề, quý ông, quý bà sức khỏe, hạnh phúc và hạnh đạt. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu.
nhạc sắp sinh, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu, vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông đội tóc, này đôi uống mộc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh, mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như đến sân khấu để cùng ra mắt kính chào và cảm ơn. Đã và đang dành tất cả tấm lòng yêu thương của mình trở về với đà tiệc để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Công Quý và Quỳnh Trang trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin được thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho tư gia của gia đình nhà trai, thay lời cho sự kiện Lâm Nhật Hoài, thay lời cho chú rể cô dâu, xin được gửi tới cho tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời chào Quỳnh Trang và lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu, bố mẹ của chú rể sẽ cùng đồng hành với các con để có một bức tranh trọn vẹn. Và ảnh cưới trường thuyền người sẽ ghi lại những khoảnh khắc này cho đôi tân hôn của chúng ta. Cùng của tất cả quý vị đã dành tấm lòng chân quý trở về với đại tiệc, cả hai gia đình cùng đôi tân hôn sẽ có một cái gật đầu khe khẽ. Xin được ra mắt và cảm ơn trân trọng đến mời hai gia đình. Một tràng pháo tay của tất cả quý vị để cùng trân trọng tuyên bố lễ tân hôn của đôi bạn trẻ Công Quý và Quỳnh Trang xin phép được bắt đầu. Hãy xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn lời chào đầu tiên đến từ hai gia đình cùng chú rể và cô dâu. Và kính thưa toàn thể hôn trường thân mến, hòa chung với sự hiện diện của tất cả quý vị và đồng hành với lời chào của hai gia đình, chúng tôi trân trọng kính mời hai gia đình sẽ có một quý đại diện cao tuổi lên sân khấu có lời phát biểu lời cảm ơn. Nếu có thì chúng con sẽ mời luôn hai quý đại diện, còn nếu hai gia đình đã hất nhất trí thì chúng con sẽ mời một quý đại diện lên sân khấu để có lời phát biểu và lời cảm ơn. Kính thưa các vị khách quý, đồng kính thưa anh em chú bác nội ngoại xa gần của quan viên hai họ, kính thưa tình thông gia, tình thân gia, tình làng nghĩa xóm, bạn bè trai gái, thân hữu gần xa của hai gia đình cũng như đôi trẻ. Lời phát biểu cảm tưởng đầu tiên cho phép tôi đại diện dòng tộc họ nhà gái đỡ lời ông bà hy lý, thay lời hai cháu chân thành cảm ơn và cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của quý ông, quý bà, anh em, chú bác, nội ngoại xã gần, dòng tộc họ nhà trái. Để góp phần lắng trọng trong ngày vui chung quý hạnh phúc của hai cháu, thay lời hai cháu xin gửi tới quý khách cùng toàn thể hồi hôn một lời chúc sức khỏe và một lời chào kính trọng nhất. Kính thưa hai họ cùng toàn thể hồi hôn, trải bao năm đời tháng chờ, trăm năm hạnh phúc bây giờ là đây. Hai cháu yêu nhau nói gì trong buổi đầu gặp gỡ, bốn mắt nhìn nhau rồi âu yếm nở nụ cười, xóa phát bàn chân trang chẳng dám nói to, rồi từ đó quý thương trầm nhớ trồn. Xuất phát từ nỗi nhớ lòng thương, tình yêu dần đến con đường hạnh phúc,
tiếp bước cha ông nối dõi tông đường, mãi sau tôi quan viên hai họ, hai đại gia đình tình yêu hạnh phúc đó, hai cháu tự nguyện đến cùng nhau. Đến với nhau rồi thì yêu nhau rồi thì thương nhau rồi thì lấy nhau sự ân cần, gần gũi, bày vẽ, tạo điều kiện giúp đỡ của bố mẹ đôi bên, cầm vào đó là sự ân cần, giúp đỡ của anh em, chú bác, nội ngoại, bạn hữu, xa gần, thông qua chính quyền được sự chấp nhận của pháp luật. Hôm nay, ngày mùng 7 tháng 7, tức là ngày mùng 2 của tháng 6, ngày lành tháng tốt, ngày mà trong quê viên thường gọi, đó là lá ngọc cành vàng, ngày lành tháng tốt. Ngày mà quán viên ai họ, hai đại gia đình cùng gia cháu đã mong đợi từ lâu. Phải nói rằng không có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu hạnh phúc của ngày hôm nay. Đôi lửa hạnh phúc đã vẽn tròn như chiếc nón bài thơ. Kính thưa ai họ cùng toàn thể hồi hôn, sách hay thì vốn có chữ rằng họ gái hân hoan mừng rề thào, họ trai phấn khởi đón dấu hiền, họ gái phát biểu giao dấu, chắc rằng vì đại diện họ nhà trai cũng vui lòng. Thế là từ đây tình thông gia ngày càng thêm thắm thiết, hạnh phúc hai con là chúng thủy mặn nồng, vui chung điếu thuốc miếng trầu, đẹp lòng hai họ mặn mà duyên con. Ông đây đại diện đôi bên, đợ lời bố mẹ căn dặn cháu con đôi lời, mẹ cha không nghỉ đồng tiền, chỉ cần án ủi đôi lời hỏi thăm, hiếu trung đối đáp tâm tình, làm tròn bốn chữ mới là đạo con. Đã yêu thì yêu mãi đến già, răng long tóc bạc giá ngà vẫn yêu. Và điều ông mong muốn đó là dấu hiền rể thào để mẹ cha vui lòng. Kính thưa toàn thể hồi hôn, lời phát biểu cảm tưởng của vị đại diện giáo dấu họ nhà gái không tham vọng được phát biểu dài, bởi lẽ liếc mắt nhìn qua thấy hai trái tim non đang nóng lòng chờ đợi. Lời phát biểu cảm tưởng của vị đại diện dòng tộc họ nhà trai để rồi ban tổ chức sẽ tuyên bố, đó là lễ bàn giao chiếc chìa khóa của căn nhà hạnh phúc trăm năm cho đôi trẻ. Cho phép tôi một lần nữa xin điệp khúc lời phát biểu ban đầu, chân thành cảm ơn và cảm ơn gửi tới quý khách cùng toàn thể hồi hôn, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. À, rất là tuyệt vời, một lời phát biểu trọn vẹn, đầy đủ và ý nghĩa của bác đã đại diện cho gia đình họ gái giao dâu, và có lời cảm ơn đến tất cả quý vị, có lời gửi gắm cho các con các cháu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lời đáp từ, lời nhận dâu đến từ bố chú rể. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý cụ, quý mẹ, quý anh, quý chị, bạn bè, quý khách gần xa, hoa đến thì hoa nở, trăng đứng bóng trăng tròn, người lớn khôn phải tìm chồng cưới vợ, đó là quy luật tạo hóa nhân sinh mà ai ai cũng vậy. Hôm nay tại buổi lễ long trọng này, cho phép tôi cảm ơn và cảm ơn rất nhiều sự nhiệt tình giúp đỡ của ban tổ chức, của quý cụ, quý mẹ, quý anh, quý chị, bạn bè, quý khách gần xa đã bớt chút thời gian về dự buổi liên hoan của hai cháu. Thưa quý vị, chẳng có con sông nào không bắt nguồn từ những dòng suối nhỏ, nghĩa là cái gì cũng có nguồn gốc của nó. Vậy hôm nay thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin đón nhận cháu Tráng về làm dâu gia đình họ nhà trai. Gia đình họ nhà trai sẽ sớm cho cháu làm quen với phong tục tập quán của gia đình mà ngàn nữ ngày xưa có câu nhập gia phải thủy tục. Cuối cùng chẳng có gì hơn, xin gửi tới ban tổ chức, quý cụ, quý mẹ, quý anh, quý chị, bạn bè, quý khách gần xa lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng. Xin cảm ơn. Vâng ạ, thanh chương đã tuyệt vời, đức thọ lại tuyệt vời, ngang nhau.
hai lời phát biểu giao dâu nhận dâu của hai gia đình, kèm vào đó là những vần thơ. Và nếu không phiền, hội trường ấy sẽ tặng cho hai lời phát biểu đến từ hai gia đình những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Và cùng lời phát biểu, cùng lời cảm ơn, chúng tôi trân trọng kính mời đại diện của hai gia đình, đó là hai người bố và đại diện của gia đình nhà trai, sẽ di chuyển lên phía trên này với cái bắt tay gắn kết tình thân ra. Mẹ con đã. Các con trân trọng kính mời đại diện của đại diện gia đình nhà gái sẽ bắt tay với đại diện gia đình nhà trai. Tiếp theo mời hai mẹ. Với cái bắt tay, hai mẹ sẽ cùng chung tay để cùng giúp đỡ vun vén cho các con có một gia đình thật hạnh phúc. Một lần nữa xin mong hồn trượt cưới của chúng ta cùng minh chứng và chứng kiến cho bức tranh toàn cảnh này. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cho tình thông gia đời đời bền vững và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Chân thành cảm ơn và con mời bố mẹ và đại diện của gia đình sẽ trở về với những dãy bàn tiệc trang trọng để cùng đến với những khoảnh khắc trọn vẹn của các con. Xin được chân thành cảm ơn. Và kính thưa toàn thể hội trường thân mến, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Nhưng sự thấu hiểu và cảm thông để rồi hai con người gắn kết lại với nhau, đó là những cảm xúc mà quý vị và chúng tôi sẽ được chứng kiến ngay sau đây tại sân khấu này. Trân trọng kính mời công quý Quỳnh Trang cùng hướng vào nhau dành tất cả những tình cảm trọn vẹn bằng yêu thương của năm tháng chờ đợi, trao tặng cho nhau qua lễ chào nhẫn cưới. Trân trọng kính mời. Rất là tuyệt vời. Tất cả quý vị dành tặng cho một cử chỉ rất tuyệt vời của chú rể chúng ta. Anh ấy không chỉ là đẹp trai mà còn rất là lãng mạn. Thì còn bây giờ đến lượt của cô dâu. Không có con đường nào là con đường trải đầy hoa hồng, phải không quý vị? Cuộc sống cũng vậy, có buồn, có vui, có lúc giận hờn và có lúc muốn buông tay. Nhưng bằng tình cảm chân thành, bằng tình yêu chân quý, chú rể của dâu của chúng tôi đã vượt qua rất nhiều những thử thách đó để có ngày hôm nay. Xin được chúc mừng cho hai bạn. Và nếu không phiền cô dâu ơi, anh viên áo cưới Trường Tuyền thì đang còn hướng camera về phía các bạn. Lúc nãy thì chú rể đã có một hành động rất là đẹp, quỳ xuống để cùng cầu hôn cô dâu. Còn bây giờ cô dâu xinh đẹp của Thanh Chương miền đất anh hùng sẽ hôn chú rể một cái. Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý hãy vỗ tay đi ạ. Bao nhiêu năm yêu nhau, chú rể chủ động, hôm nay cô dâu chủ động. Một chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng nói rằng em sẽ là bờ vai vững chãi để anh dựa vào. Vâng ạ. Để rồi mãi mãi chúng ta sẽ cùng chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc đời này. Một lời hứa yêu thương, những khoảnh khắc trọn vẹn, những tràng vỗ tay của tất cả quý vị là bức tranh để tất cả chúng ta cùng chúc mừng cho công quý và Quỳnh Trang. Còn bây giờ hai bạn hãy cùng di chuyển về tháp rượu. Việc gì anh ấy cũng rất là giỏi, rất tuyệt vời. Trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng chúc tay nào. Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Bình minh sẽ lên ngôi khi không còn đời, không thể gọi là tình yêu. Ngày hạnh phúc, ngày chung đôi. Để rồi ngày hôm nay chú rể cô dâu của chúng tôi đã tay trong tay, cả hai đã là một, hòa chung với dòng chảy đỏ thắm của lời hứa hẹn, của ước hẹn trăm năm, là tháp rượu hình trái tim mà Lâm Nhật Hoài đã tạo dựng để cùng chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Sau khi rót rượu, trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ trở về với vị trí của mình, và Lâm Nhật Hoài sẽ là người chính. Trường Tuyền cũng đã sẵn sàng, chúng ta đã sẵn sàng cùng đếm nhá. 3, 2, 1. Một tràng pháo tay của tất cả quý vị để cùng chúc mừng khi chú rể và cô dâu với hai linh thiêng sân bay làm lễ ra mồi. Cùng nguyện hứa, nguyện sống sẽ chia sẻ, yêu thương nhau đến suốt cuộc đời này. Kính mời những món quà đến từ gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ cùng di chuyển đến sân khấu để cùng trao tặng những món quà ân tình, vun đắp và chúc mừng cho các con. Trân trọng kính mời bố mẹ. Yêu thương của bố mẹ đã và đang trao tặng những món quà cho các con. Theo thông tin của bố chú rể công cung cấp thì mời cháu Tâm sẽ đại diện cho cậu Mự lên sân khấu để cùng trao quà.
những bức tranh, những cảm xúc rất là trọn vẹn. Bố mẹ đã trao tặng cho các con những món quà vô giá là tình cảm, yêu thương, và bố mẹ rất công bằng. Mẹ thì trao cho con dâu của mẹ, còn bố thì trao cho con trai của bố. Xin được chân thành cảm ơn bố mẹ rất nhiều và mời bố mẹ quay trở về với vị trí của mình để cùng đến với những phần quà tiếp theo. Trân trọng kính mời món quà của cháu Tâm đại diện cho cầu Mự lên sân khấu trao quà. Món quà của hai bác chú rể, món quà của anh chị Hương Cảnh sẽ vui lòng di chuyển đến sân khấu. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời lên sân khấu những món quà mà chúng tôi vừa gọi tên. Mỗi lần lên sân khấu thì chúng ta sẽ lên hai người. Đây, ảnh viên áo cưới Trần Tuyền sẽ ghi lại những khoảnh khắc trọn vẹn cho tất cả quý vị và đặc biệt là cho chú rể và cô dâu. Mời bác qua bên này ạ. Trân trọng kính mời những món quà tiếp theo đến từ gia đình nhà trai. Món quà của anh chị Hoa Toàn, món quà của anh chị Thanh Liêu, món quà của anh chị Oanh Lý và món quà của cháu Tâm. Chúng tôi trân trọng kính mời những tình cảm mà chúng tôi vừa gọi tên sẽ đồng hành đến sân khấu để cùng trao tặng những món quà yêu thương cho chú rể và cô dâu. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời những phần quà yêu thương mà chúng tôi vừa gọi tên sẽ đồng hành lên sân khấu để cùng trao tặng vun đắp và chúc phúc cho chú rể và cô dâu của chúng ta. Trân trọng kính mời những món quà tiếp theo. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức chân thành cảm ơn những phần quà yêu thương đến từ tư gia của gia đình nhà trai đã đồng hành lên sân khấu để cùng trao tặng vun đắp và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Tạm thời chia tay với những phần quà đến từ gia đình nhà trai, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những phần quà đến từ gia đình cháu gái. Đầu tiên trân trọng kính mời món quà của bố mẹ cô dâu sẽ đồng hành lên sân khấu để cùng trao tặng và chúc mừng cho các con. Trân trọng kính mời bố mẹ. Đến với một bức tranh nữa là món quà yêu thương của bố mẹ, cô dâu đã và đang trao tặng cho các con. Kể từ giây phút này thì cả hai gia đình đã là một rồi. Chúc mừng cho bốn ông bà có dâu hiền dễ thảo và có thêm một chàng rể, có thêm một cô con dâu hiếu thảo. Chúng ta đã đến với những cảm xúc nữa là những món quà của bố mẹ trao tặng cho các con trong ngày hạnh phúc hôm nay. Cảm yêu thương này cho bức tranh rất là cảm động. Những món quà đến từ bố mẹ, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời những món quà tiếp theo đến từ của anh trai là anh Tuấn, của chị gái anh rể Quỳnh Đức, của em trai em dâu Đức Luyến, của em trai là em Hời ở xa đã và đang dành những tình cảm, những món quà yêu thương lên sân khấu trao tặng. Và sau phần tặng quà thì mời cháu ở lại sân khấu. Đến cuối phần tặng quà thì cháu sẽ có một lời cảm ơn và một lời chúc mừng đến cầu Mự. Còn bây giờ cháu lại ở lại sân khấu đây ạ. Còn mời những tình cảm trao quà xong chúng ta sẽ rời sân khấu. Tiếp tục kính mời món quà của Ót Xỉu, của gia đình chú Thúy, của gia đình cầu Tí Mự Ngọc, gia đình anh Giáp. Trân trọng kính mời những phần quà chuẩn bị tinh thần lên sân khấu và chúng ta sẽ lên lần lượt hai người một lần. Bạn phép hỏi là gia đình họ gái đã hết quà chưa ạ?
nếu mà đứng nhận quà thì chắc là chú rể của con. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời những phần quà tiếp theo đến từ từ gia của gia đình họ Gái sẽ di chuyển món quà của bố mẹ cô dâu, của anh trai là anh Tuấn, của chị gái anh rể Quỳnh Đức, của em trai em dâu Đức Luyến, của em trai là em hời ở xa, của O Sửu, gia đình chú Thủy, gia đình cầu Tí Mự Nga, gia đình anh Giáp đã và đang đồng hành lên sân khấu để cùng trao tặng và chúc mừng. Cháu tên là Quỳnh Như, cháu là con của bà Đức, mẹ Quỳnh. Hôm nay là ngày vui của dì và Dường. Cháu chúc dì và Dường luôn hạnh phúc. Cháu cảm ơn dì vì thời gian qua đã quan tâm yêu thương giúp đỡ cháu. Cuối cùng cháu chúc dì Trang, Dường Quỷ luôn hạnh phúc. Chúc em gió xí luôn khỏe mạnh và yêu đời. Chân thành cảm ơn cháu rất nhiều. Một lời chúc phúc và những tâm tình của cháu đã thay cho chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Còn bây giờ xin được trao trả lại đôi tân hôn cho tất cả quý vị. Trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau rời vị trí của mình xuống tận từng bàn tiệc để cùng bắt tay chào đón và truyền lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đồng hành trở về với đại tiệc. Trân trọng kính mời hai bạn. Tất cả quý vị mời ông bầu Lâm Việt Hoài lên sân khấu có một ca khúc đầu tiên trao gửi cho tất cả quý vị như một lời tri ân, một lời cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành tin tưởng đơn vị tổ chức thực hiện Lâm Việt Hoài của chúng tôi. Trân trọng kính mời tất cả chúng ta cùng vui lòng thưởng thức. Thank you MC xinh đẹp rất nhiều. Ngày vui gặp hai bạn thì xin gửi đến toàn thể tất cả quý vị một điệp khúc đầu tiên, một điệp khúc có đề đón xuân này nhớ xuân xưa. Xin vị cùng lắng nghe. Mong rằng là sự kiện San Hồng, nhà hàng ẩm thực San Hồng sẽ có những món quà dành tặng cho Hoài của chương trình hôm nay. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như hương tình trong cánh hoa mơ đưa hướng theo làn gió. Em rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi trước sông thưa, tôi đi qua đâu ngõ hỏi như thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về muôn lá hoa, xuân vung qua đường tơ. Bước sông hồ như đang như mơ, trở về đây khi gió ra mùa. Mong được nhiều cô gái xuân xưa cho với bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người xưa. Chúng ta được đến với một bản điệp khúc, một đầm kia. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về muôn lá hoa, xuân rung qua đường thơ. Bước sông hồ như đám như mơ, trở về đây khi gió ra mùa. Mong ước nhiều cô gái xuân xưa cho với bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người xưa. Mong ước nhiều cô gái xuân xưa cho với bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người xưa. Mong ước nhiều cô gái xuân xưa cho với bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người xưa. Và một điệp khúc nữa xin gửi đến toàn quý vị, một điệp khúc có tên đề nhớ về em. Xin mời cùng lắng nghe. Thank you.
ngồi nhìn mây trôi bay, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên nhau, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sâu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoa gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cây giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã xa đi bao tháng ngày, chìm quất trong mơ. Nhớ em trong tiếc nuối cô đơn trở về. Nhớ mẹ em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ mẹ em trong tiếc nuối cô đơn trở về. Trở về chốn xưa, chọn cho suốt đời này ta vẫn thương nhớ mẹ em. What's up buổi trưa ngày nay. Everybody say now. What's up for my. Hey. Come on. Nhìn mây trôi bay, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên nhau. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoa gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã xa đi bao tháng ngày, chìm khuất trong mơ. Kim anh ơi, chẳng biết nơi cô đơn trở về. Kim anh ơi, trong ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ em, trong chiếc túi cô đơn trở về trong xưa. Trong cái suốt đời này ta vẫn thương nhớ mẹ em. Trong cái suốt đời này ta vẫn thương nhớ. What's up on my. Everybody say buổi trưa ngày nay. Hey. Có thể chia tay nhau bằng một tràng vỗ tay lớn được không? Mọi người thấy rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Hát thêm bài nữa đúng không? Anh đánh em rock luôn. Đô thứ. Rock. Tàn ở tình sao. Đây là một ca khúc để dành tặng cho tất cả các vị mà thưởng thức buổi trưa hôm nay. Theo yêu cầu của anh em nha. Quá tuyệt vời. Ok. Đố thử.
nụ cười. Chắc sống đời con à, anh em chúng ta. Nhồng đôi anh em cho tay vô tay thế đó là trời ơi. Thế thì mất vui rồi. Rồi cảm ơn là tất cả mọi người rất nhiều. Về quê mà cùng em. No. Anh nói yêu em
quê mẹ về nghe câu hò câu ngày trưa. Em đến quê anh cùng anh đi chợ Đồng Thâu. Em bằng lòng về quê mẹ cùng anh, về quê anh nước biếc non xanh, nước ngọt che tấm thương cây muối mặn, đã yêu nhau thì yêu cho đến tròn trong càng đã mơ. Cầu ác thương nhau người trời xin ở lại, đêm thăng thanh nghe câu lời hẹn ước. Em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh. Về quê mẹ cùng anh. Chương trình Mạnh Quân Cảm xúc gửi tặng cho cô dâu và chú rể trên một trường ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời một người bạn thân của chú rể, đó là bạn Vinh, hãy hiện diện về sân khấu để dành những lời ca tiếng hát để dành tặng chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong một trường ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bạn.
tên em vợ yêu của chồng, gọi như thế suốt một đời em nhé. Mình cùng nắm chặt tay, chưa buông tay một lần, để niềm tin tình yêu đó không bao giờ phai. Đường tình yêu đâu chỉ có màu hồng, đường tình yêu luôn gặp nhiều thử thách. Mình dìu nhau cùng đi suốt trên con đường dài, dù buồn vui hay cay đắng vẫn luôn kề vai. Vợ là ánh sáng của đời anh, từ ngày em đến cho anh niềm tin vào một tình yêu mà có nhiều khi ngỡ như là mơ. Vợ xinh tươi hiền ngoan, chỉ yêu mình anh với chân thành, bằng con tim nồng nàn những yêu thương. Mình gần bên nhau bao ngày qua, dù cho sóng gió vẫn nắm chặt tay, thì dù mỗi năm trăm năm về sau mãi không rời xa. Nguyện cầu luôn được yêu mãi bên cạnh anh suốt cuộc đời, và anh xin được gọi mãi tên em vợ yêu.